Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Kiếm Hiệp. Vâng thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Truyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Trung Nguyên Thượng Lệnh của tác giả Liễu Tản Dương. Phần thứ 7, hồi thứ 11. Trăm phương ngàn kế nghĩ cách thoát, thiên võng khôi khôi kiếp sinh cẩm chỉ khi được an toàn cùng nhau ẩn trong lòng một chiếc thuyền đang nhẹ nhẹ lướt trôi theo dòng, Tô Nhật Thanh mới có cơ hội điểm một nụ cười tinh quái với bạch phiêu lãng. Tam thiếu gia nói đi, cách tiểu nữ đưa tam thiếu gia cùng đào thoát có đủ lợi hại chăng? Hay tất cả chỉ là cùng nhau làm trò cười cho tam thiếu gia? Vì danh hiệu tam quỷ nhân là tam thiếu gia cố ý phiện để dọa tất cả cùng một phen hoảng loạn vô cớ bạch phiêu lãng chợt ném một ánh mắt nhìn thật hữu ý về phía gã chảo phô đang đứng xoay lưng đẩy mạnh tay chèo ở bên ngoài tô cô nương đã dò xét kỹ chưa liệu gã kia có phải một nhân vật võ lâm trá hình tô nhật thanh phỉ cười nếu thế thì hai chúng ta hết thoát đành cùng nhau làm mồi cho đủ loại thủy quái làm gì không thường có ở khắp các đáy sông tam cứu ra sợ chết ư bạch phiêu lãng thương hại nhìn ả Do rằng công nương chưa đổ lịch duyệt cần thiết để hành tẩu giang hồ Nhưng dù vậy chết thì chết tại hạng nào sợ gì Chỉ lo là hệ lụy đến công nương Trừ phi cô nương dù đã bị mất hết võ công nhưng vẫn có phần nhờ am hiểu thủy tính nên mới bất chấp tất cả. Đã đột ngột bỏ đường bộ chuyển nhanh sang đường thủy. Là một kế ứng biến tuy hay và hợp thời cảnh nhưng vạn nhất vì sơ suất không chịu dò xét trước sau. Chỉ cần lầm lỡ rơi vào bọn thủy khấu thì bao toan tính của cô nương há chẳng phải trở nên công cốc sao Lạ thật Tô Nhật Thanh như là người luôn lạc quan Tuy không thể phủ nhận những gì Bạch Phiêu Lãng vừa nói Nhưng Tô Nhật Thanh chỉ giả vờ sợ hãi lại còn tìm lời trêu chọc Bạch Phiêu Lãng Tiểu nữ hỏi chỉ mong được nghe từ tam thiếu ra ít nào cũng có một lời khen ngợi. Nào ngờ lại nghe bình phẩm chê trách đổ điều. Đó vậy tiểu nữ cũng xin thú nhận. Từ nhỏ đến lớn tiểu nữ vẫn bị nhiều người gắn cho hai chữ to gan. Có lẽ chính vì vậy khi có ý định quyết mạo hiểm tiềm nhập vào thiên nhai môn một phen, tiểu nữ đương nhiên có dò xét địa hình khắp xung quanh một lượt, nhờ đó càng thêm to gan lớn mật khi có nhận định rằng đến lúc cần vẫn có thể ông dung tháo lui bằng đường thủy. Chỉ vì tiểu nữ khá tinh thông thủy tính, thế cho nên giả như có bị xa vào bọn thủy khấu đúng với tam thiếu gia lo xa, phận tiểu nữ thì ổn rồi chỉ cần ôm một tiếng buông người xuống nước là thoát vậy khi đó tam thiếu gia sợ không vì chỉ còn lại một mình bạch phiêu lãng lúc bấy giờ mới lên tiếng thán phục quả nhiên đúng như tại hạ đoán thảo nào cô nương rất nhanh chuyển sang đường thủy lại còn chấp nhận thuê ngay thuyền này bằng bất kỳ mọi giá và chẳng cần thương lượng vậy phải trang thuyền này do cô nương bố trí sẵn hoặc nếu không phải thì ẩn phục ở đâu đây ắt cũng có sẵn nhiều bằng hữu của cô nương sắc mặt tô nhật thanh vụt tái mét Ý tam thiếu gia bảo lẽ ra tiểu nữ chẳng nên thuê thuyền này. Không thấy vẻ lạc quan tinh quái ở tô nhật thanh nữa bạch phiêu lãng giật mình. Này đừng bảo với tài hạ quả thật cũng nương chỉ thấy thuyền là thuê bữa. Đến một hành vi cảnh giác dù thật là nhỏ cũng không nhớ hoặc không biết để thực hiện đấy nha. Tô Nhật Thanh chặt khỏi gã chảo phu bằng giọng bắt đầu run. Này, lão huynh không phải người của dưới vo lâm đấy chứ. Cũng chẳng là thủy khấu thủy tặc đúng không? gã trạo phu nghe gọi liền khom người đưa vẻ mặt lo no lắng nhìn vào lòng thuyền đương nhiên tiểu nhân không phải nhưng nếu nhị vị khách quan muốn đừng gặp bất lợi thì thà ngay bây giờ liều lĩnh nhảy xuống nước cho xong không khéo sẽ muộn mất tô nhật thanh thả hắt ra lão huynh đã không phải thì bọn tiểu nữ đâu việc gì sợ đến nỗi phải tự nhảy xuống nước và tô nhật thanh quay lại cười với bạch phiêu lãng lần sau xin tam thiếu gia đừng tiếp tục dọa làm tiểu nữ một phen hoảng thật sự bạch phiêu lãng thì thở dài không phải dọa mà là thật đấy không tin cô nương thử hỏi vị nhân huynh ngoài kia liệu xem độ bao lâu nữa người của đối phương nhận được tin hoặc giả đã nhận tin rồi thì khi nào họ đến và đến bằng gì gã trạo phu nghe rất rõ dĩ nhiên không cần chờ nghe tô nhật thanh hỏi nhắc lại vị thiếu gia đây cũng am hiểu phương thức hành động của những nhân vật thường xuyên hà hiếp bọn tiểu nhân đa phần đều vì nghèo nên càng nghèo càng có thêm không sai chỉ mới ngày hôm qua bọn tiểu nhân anh ấy cũng nhận được lệnh nếu phát hiện bất kỳ ai khả nghi hỏi thuê thuyền thì phải lập tức lưu ám ký báo hiệu nhị vị khách quan xin cảm thông cho vì dù ở nhị vị khách quan chẳng có vẻ gì đáng nghi nhưng cách hỏi thuê mà chẳng cần thương lượng mặc cả đã khiến tiểu nhân không thể khinh suất không lưu ám ký báo hiệu thì sẽ chết thế nên đại vương gia đã nhận được tin rồi át à, chỉ một lúc nữa thôi là thế nào cũng có khoái thuyền xuất hiện ngăn lại Chi bằng nhị vị khách quan nếu am hiểu thủy tính thì nên ngay lập tức bỏ thuyền. Bất quá khi bị hỏi tiểu nhân chỉ chịu nghe mắng vài câu là xong. Đâu thể trách tiểu nhân chỉ vì việc không đủ lực ngăn nhị vị khách quan đừng bỏ thuyền nhảy ảo xuống nước. Tô Nhật Thanh bối rối đến nói không nên lời. Nghĩa là ôi chao chỉ vì tiểu nữ rộng lượng không màng mặc cả mà lại. Bây giờ làm như thế nào đây tam thiếu gia Bạch phiêu lãng càng thêm thở dài Không phải lỗi ở cô nương càng không phải lỗi của lão huynh trên thuyền mà kỳ thực chỉ vì thủ đoạn của những nhân vật huyền linh cung quá cao minh bất chấp gia tỷ đã nể tình không gây khó họ vẫn ngấm ngầm tiến hành thủ đoạn diệt khẩu quyết che giấu mọi tung tích của họ tô nhật thanh ngơ ngẩn nhưng họ sau này đoán biết tiểu nữ thế nào cũng đi theo thủy lộ để bố trí trở sẵn bạch phiêu lãng bảo họ đã có ý chiếm ngộ và dùng thiên nhai môn nằm bình phong che giấu tung tích dĩ nhiên họ cũng hiểu rõ địa hình khắp vùng và thêm điều này nữa cô nương cần nên biết là ở bất kỳ nơi đâu cũng luôn xuất hiện những kẻ chuyên ỷ thế áp bức hạng cùng đinh. Vùng này nhiều thủy lộ, tất nảy sinh bọn thủy tặc đứng đầu nào bọn đại vương. Nhưng những đại vương này vì bản lĩnh thường kém so với các cao thủ võ lâm nên khó thể hoành hành ngang ngược nếu như không được ai đó dung túng. Ở đây huyền linh công dung túng chúng, thế nên đến lúc cần như lần này chẳng hạn vì huyền ninh cung có lệnh nên gã đại vương ở đây chẳng thể chẳng tuân nghe vậy là mệnh lệnh cứ theo đó truyền đạt xuống từng cấp ở vùng rừng núi thì có sơn tặc thảo khấu ở chỗ thể tứ thì có lũ đạo tặc riêng quanh chỗ này thì bọn thủy khấu có cách lưu ám ký báo tin có nghĩa là dù hai chúng ta di chuyển đến đâu theo lộ trình nào một khi đã bị huyền ninh cung quyết đặt vào cửa tử thì chúng ta đừng mong thoát tô nhật thanh phẫn nộ họ quyết đối phó hai chúng ta chỉ là hai kẻ đều đã mất hết võ công tâm điện này thật độc ác bạch phiêu lãng thở dài tại hạ thật vô dụng làm cô nương chật mất đi nụ cười khả ái và bây giờ xem ra chỉ còn một cách là nếu được cô nương hãy nên mau tự một mình thoát đi đừng quá vì một kẻ vô dụng như tại hạ để cam chịu hệ lụy tô nhật thanh quả nhiên đã không thể cười tinh quái được nữa chưa đến lúc tối hậu tiểu nữ quyết chẳng thể bỏ mặc tam thiếu gia cũng xin thú thật chỉ lần này thoát tiểu nữ sẽ không ngớt cười Miễn sao luôn được tam thiếu gia hài lòng Chỉ vì thịnh tình tam thiếu gia từng dành cho tiểu nữ Đích thực chưa một ai đối xử với tiểu nữ như vậy Tương tự nếu như tam thiếu gia có mệnh hệ nào Tiểu nữ thể suốt đời sẽ không quên Và chỉ cần có cơ hội tiểu nữ quyết báo thù cho tam thiếu gia Gã trạo phu bỗng kêu Có khoái thuyền đến thật rồi Bất luận nhị vị khách quan có phải những người đang bị đại vương gia xem là khả nghi hay không tiểu nhân thà chịu nghe mắng hơn là nhìn thấy nhị vị lọt vào tay họ hãy mau tìm cách thoát thân nhảy xuống nước đi đừng để quá muộn bạch phiêu lãng chợt cầm tay tôi nhật thanh tại hạ chưa hề nhận chịu ân tình của ai trừ cô nương không những đã quan tâm chăm sóc suốt mấy ngày liền vất vả còn phải hệ lụy vì tại hạ hãy nghe tại hạ khuyên mau thoát đi và đừng bao giờ to gan đặt chân trở lại trốn giang hồ nữa riêng về những gì cô nương vừa nói tại hạ dù có chết cũng chẳng hối tiếc vì biết rằng vẫn có một người hứa suốt đời nhớ đến tại hạ Đi đi nhanh lên Nhưng Tô Nhật Thanh cũng tự ý cầm tay bạch phiêu lãng Vẫn chưa đến lúc tối hậu Đừng nghĩ tiểu nữ dễ dàng cam chịu trước số phận Vì biết đâu Ở hai khóe mắt của Tô Nhật Thanh lại lóe lên những ánh nhìn tinh quái Sẽ có kỳ tích xuất hiện Hoặc giả số của tam thiếu gia chưa đến lúc phải chết Chợt có tiếng quát truyền trên mặt nước đưa đến khá rõ Trên thuyền ngươi chở gì đấy ngưu thất Gã chảo phu lập tức lơi tay chèo vào vội thỉ thảo. Lúc này thì muộn rồi. thà nhị vị khách quan cứ ngồi yên lả hơn. Đoạn gã phát thoại từng tiếng một. Gọi với ra một khoảng cách xa. Chỉ là một đôi nam nữ giống như phu thê vì hãy còn trẻ. Nghe đến đây không ai bảo ai. Cả bạch phiêu lãng lẫn tô nhật thanh cùng một lúc giật tay lại và đỏ mặt. Tiếng quát nan theo nước lại đưa đến. Hỏi chúng xem tại sao vội vã lên thuyền hỏi thế mà không màng mặc cả. Bạch phiêu lắng lập tức thì thào mớm ý cho gã trạo phu đã tỏ ra có tử tâm. Lão huynh mau đáp về tài hạ có bệnh nên cần vội đi đến đại phu chữa trị. Gã trạo phu nghe theo. Các nam nhân vì có bệnh nên thê tử nóng lòng cần sớm tìm đại phu. Bạch phiêu lắng liếc nhìn tô nhật thanh. Cũng lúc đó tô nhật thanh cũng lén nhìn lại. Thế là cả hai thêm đỏ mặt. Tiếng quát chợt thay đổi hỏi xem có phải ả à kia ở họ tô nếu phải bảo ả à chỉ cần giao gã họ bạch là phần ả à hoàn toàn vô sự gã trạo phu quay đầu nhìn vào họ hỏi cũng lúc đó tô nhật thanh đang hỏi bạch phiêu lãng sao lạ vậy bạch phiêu lãng liền bảo không phải huyền linh cung hãy nhớ cô nương cứ để mặc tại hạ đừng vì to gan không đúng lúc tự bỏ lỡ cơ hội duy nhất này và bạch phiêu lãng nói với gã trạo phu Lão Huynh bảo họ cứ đến mà tiếp nhận bạch phiêu lãng. Tô Nhật Thanh chật khom người chui hẳn ra ngoài. Không được cứ để tiểu nữ tự nói với họ. Nhưng Tô Nhật Thanh vừa lộ diện thì tiếng quát đã vang nhanh đến. Nhà đầu ngươi là Tô Nhật Thanh. Bọn ta chỉ cần bạch phiêu lãng không cần ngươi. Bạch phiêu lãng đâu. Bạch phiêu lãng đang nặng nhọc chui ra từ lòng thuyền. Chư vị lạ. Tiếng quát vang đến càng nhanh hơn. Không đúng sao bảo gã bị nội thương sắp chết hay mau ra tay chế ngự gã không khéo chúng ta đã bị trúng kế và đừng quên nếu gã thật sự đã hồi phục thì bản lĩnh gã không thể xem thưởng mau và bạch phiêu lãng giật mình đến ngỡ ngàng khi được tận mắt mục kích có những bốn năm nhân vật cùng một lúc từ một giang thuyền khá lớn lao thoát ra phô diễn thứ khinh thân pháp thượng thừa thần tốc vượt nước trên mặt nước như những cánh phi yến bay ào ào đến tận chiếc thuyền đã được tô nhật thanh vội hỏi thuê cho dù khoảng cách giữa hai thuyền là có đến ngoài 10 trượng và không một chỗ đặt chân đổi hơi. Bạch phiêu lãng dù vậy vẫn kịp đạp mạnh vào chỉ một bên thuyền. Họ đều là những cao thủ thượng thừa tô cô nương mau nhảy đi. Chiếc thuyền bị trao tô nhật thanh vì chẳng còn võ công. Nhưng dĩ nhiên cũng bị mất cân bằng cũng ngã xuống nước với gã chảo phu vào bạch phiêu lãng. Những cao thủ có khinh thân pháp như những cánh phi yến đã lướt lượn đến và cứ hồ, hồ hoàn toàn hài lòng vì đã dễ dàng tóm gọn bạch phiêu lãng Thế nên chẳng bận tâm gì đến Tô Nhật Thanh vào lúc này Như đã chìm mất tâm hơi dưới mặt nước Tương tự gã chảo phô cũng chẳng thấy đâu Thân thổ của những nhân vật này thật đáng nẻ Họ chỉ cần đặt mớm chân lên mặt thuyền nhỏ Là dễ dàng lấy đá đổi hơi và ung dung chuyển người lao lướt ngược trở lại sang giang thuyền rộng Ở đây bạch phiêu lãng chưa kịp hỏi gì Thì một là được nghe ngay một câu quát Hay mau động thổ phi tang và hai là toàn thân bạch phiêu lãng chợt nhốn đi nhận thức cũng theo đó tan biến mê man ngay tức khắc còn đang ngỡ bản thân vẫn mê man do cảnh quang xung quanh cứ tối mịt thì nào ngờ tự bạch phiêu lãng được nghe một câu hỏi vang ngay bên tai người đích thực là bạch phiêu lãng với cảm giác mơ hồ vì không định rõ phương hướng bạch phiêu lãng hỏi ngược lại và rồi tự giật mình do không ngờ bản thân đã có thể phát lên tiếng nói thực thụ nghĩa là đang tỉnh không phải còn mê man tôn giá không sai hay là tôn giáo ngỡ đang cầm giữ nhầm người nói như vậy liệu có đúng chăng rằng tại hạ đang bị sinh cầm nhận thức được và đúng cảnh ngộ hiện nay của ngươi quả là khá và cũng là rất tốt cho ngươi nữa thử đoán xem vì sao ta bảo là tốt cho ngươi nhưng không chờ bạch phiêu lăng đoán giọng nói lạnh lùng đầy đe dọa đã tự đáp luôn vì ngươi đang bị sinh cầm nên sẽ là tốt nếu luôn biết tỏ ra ngoan ngoãn và nhất là đừng tự rước khỏa vào thân bằng cách hỏi ngược lại ta như lần vừa rồi nào bây giờ thì thử xem ngươi đã nhớ hết chưa hãy đáp một câu nào đó chứng tỏ ngươi không những đã nhớ mà còn biết ngoan ngoãn đúng như ta đang cần đáp đi bạch phiêu lãng cười nhẹ và tin chắc không chỉ cười một mình trong màn đêm đen dày đặc vây bọc xung quanh vì thế nào mà không bị đối phương nhìn thấy cách bạch phiêu lãng đang cười và bạch phiêu lãng đáp Tại hạ nhớ rồi, ngoan ngoãn và không hỏi lại đúng chứ. Chắc, đã nhớ sao còn hỏi ngược lại ta. Thật hy vọng cái đánh khá đau vừa rồi sẽ giúp ngươi đừng bao giờ tái phạm. Còn bây giờ hãy ngoan ngoãn đáp theo từng câu ta sẽ tuần tự hỏi. Phổ thân ngươi là ai? Một bên mặt đang đau rát, quả nhiên đấy là điều lợi. Vì giúp bạch phiêu lãng nhớ và thật là ngoan ngoãn. Tiên phổ thủa sinh thời được mệnh danh là thập tam tuyệt đoạn côn họ bạch tên vô ý. Nhưng cho dù vậy, giọng kia nạt ngang. Hài rõ tính danh là đủ rồi, không cần phí lời dài dòng. Mà này, như ngươi còn định thổ lộ thêm gì về phụ thân ngươi nữa. Được vậy ta chấp thuận cho ngươi nói tiếp, nói đi. Bạch phiêu lắng lại cười trong bóng tối. Tài hạ chỉ muốn nói thêm về toàn bộ phả hệ bạch gia. Nhưng bây giờ nghĩ lại có vẻ tôn giáo là người không thích đùa hay là thôi vậy Hờ, dĩ nhiên ta không thích đùa và nhân đây cũng cảnh cáo ngươi chỉ nên đáp những gì cần thiết kỳ dư không được huyên thuyên cố tình hí lộng ta là không xong đâu rõ chưa bạch phiêu lắng đưa tay lên che miệng và cười sùng sục nhờ đó mới có cơ hội phát hiện toàn thân vẫn được tự do cử động nghĩa là không có bất kỳ huyệt đạo nào bị chế ngự giọng kia là to ngươi cười gì nói nếu không thì đừng trách ta lại tiếp tục hành hạ ngươi bạch vô lãng bỏ tay ra nhân đó vuông người tự ngồi lên được là tôn giáo bảo nói tại hạ không thể không nói đấy là vừa rồi tại hạ lại vô tình hỏi một câu may quá vì tôn giá không phát hiện nên tại hạ kể như thoát được một đoạn ngươi đã hỏi ta là câu gì đừng bảo tại hạ lặp lại nhưng vì lệnh của tôn giáo là bảo tại hạ phải luôn ngoan ngoãn đáp nên tài hạ dù lập lại cũng không có nghĩa là đang hỏi Đấy là tại hạ đã hỏi tôn giá Hay là thôi vậy Là thôi Không phải huyên thuyên về phả hệ bạch gia Tôn giá nhớ lại chưa nhưng dù nhớ cũng không được dựa vào đó để trừng phạt vì câu trước đó tài hạ đã lỡ hỏi và không bị tôn giá phát hiện đấy. Giọng kia rất tức bực. Ngươi quả là to gan nhưng dù vậy ta không thể không thừa nhận đã bị ngươi qua mặt một lần sẽ không còn lần nào nữa đâu và ngươi cũng đừng xuẩn ngốc thử lại rồi chỉ một lần nữa bằng không nếu để ta phát hiện hậu quả đến với ngươi e rất khó lượng bạch phiêu lắng lại che miệng cười giọng kia cảnh giác ngươi lại cười nghĩa là ta lại để ngươi hỏi một câu nào nữa là câu gì bạch phiêu lãng đáp là tại hạ đã hỏi tôn giá nhớ lại chưa mà này tại hạ chỉ đáp theo mệnh lệnh chứ không phải cầm ngay và không nhắc đến việc này nữa hở Bạch phiêu lãng gật đầu Được bảo câm thì tại hạ câm Chát Kèm theo cái đau chợt đến cũng ở một bên mặt Là bạch phiêu lãng nghe giọng kia cười đắc ý Đã bảo ngươi câm sao còn ngang nhiên mở miệng lên tiếng Hạ hạ Đừng ngỡ ta không đổ thủ đoạn để đối phó sự trí trá của ngươi Hai lần bị đánh cơ hồ vô cớ Ngươi đau không làm bạch phiêu lãng giận Chỉ nhếch môi cười khinh khỉnh ở một bên khóe miệng Người đã biết sợ rồi ư ừ, Nếu không Sao lại câm như hến không mở miệng lên tiếng nữa biết sợ thì tốt kẻo chỉ tự mua khổ vào thân sau chẳng cười châm chọc vẫn không thấy bạch phiêu lăng lên tiếng giọng kia vùng hở nhạt đừng đùa với ta nữa giờ thì nói đi mẫu thân ngươi là ai lộ tuyết hoa tốt còn đào tuyết hạnh là gia tỷ cùng một cốt nhục ư đúng chớ nói nhảm vì sẽ giải thích thế nào về việc ả họ đào ngươi họ bạch Gia mẫu chỉ là kế thất của Bạch Gia vì trước đó đã sinh hạ Gia Tỷ nên dĩ nhiên Gia Tỷ không thể mang họ Bạch. Thảo nào, vì ta tuy nghe nhưng chưa tin lắm rằng Tỷ Tỷ ngươi lại là hung thủ thì một đêm đã tận diệt toàn bộ Bạch Gia. Duy ngươi còn sống về cùng chung mẫu thân với ả. À? Vậy ngươi có muốn biết nguyên nhân đích thực khiến Tỷ Tỷ ngươi diệt cùng giết tận toàn bộ Bạch Gia chăng? Nói đi, không dễ đâu trừ phi ngươi phải cùng ta đổi cho một việc. Cứ nói Sư phụ ngươi Lão bí ẩn Tính danh Lão bí ẩn Chát Ta cần biết tính danh của lão quỷ sư phụ ngươi nói đi Lão bí ẩn Chát Ngươi đang đùa với chính sinh mạng ngươi đấy Nói mau lão bí ẩn có tính danh là gì Lão bí ẩn Chát Ngươi đừng ngỡ ta không nỡ kết nếu tính mạng ngươi Huống hồ như ta đã hứa nếu ngươi tỏ ra ngoan ngoãn, ta sẽ cho ngươi biết đích xác đâu là tác động khiến tỷ tỷ ngươi không thể không tận diệt toàn bộ bạch gia. Và lẽ đương nhiên tuy cũng vì cừu hận, nhưng là loại cừu hận gì khiến tỷ tỷ ngươi tột cùng quần nộ như thể mối thù quyết chẳng đội trời chung? Hai người không muốn biết, nếu không sao vẫn ngoan cố chẳng chịu tiết lộ tính danh của sư phụ ngươi. Tôn giá đừng phí công gặng hỏi vô ích vì thủy chung tài hạ chỉ biết và luôn gọi lão là lão bí ẩn không phải là sư phụ ngươi sao không phải vậy ai là sư phụ ngươi lão bí ẩn chát ngươi đừng hí lộng ta ta không hí lộng vậy sao lúc nói phải lúc nói không phải sư phụ ngươi có như thế cũng không hiểu sao đồ ngu đẩn ngươi mắng ai mắng ngươi chát nói lại đi ngươi mắng ai ngươi chát 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 nào bây giờ thì nói đi ta ngu đẩn hay chính ngươi ngu đẩn Ngươi chát Ngươi đã chán sống Giết ta đi nếu đúng như ngươi bảo có thừa nhẫn tâm để giết ta Ngươi cam mất mạng thật sao Giết ta đi Ngươi không muốn vì bạch ra báo thổ Giết ta đi Ngươi thật khiếp nhược Hãy nói đi Nghe bảo ngươi đã tự phế bỏ võ công Sao vậy Và bây giờ ngươi lại khăng khăng một hai đòi chết vậy thì ai sẽ thay ngươi đòi lại công bằng cho bạch gia há lẽ ngươi cũng cam tâm để phụ thân ngươi chết chẳng nhắm mắt có kẻ đứng sau lưng tỷ tỷ ngươi thúc đẩy vào bộ cả không thể không gây thảm sát bạch gia ngươi thật chẳng muốn báo phục gia thủ sao ta sư phụ ngươi lão bí ẩn có phải lão tuy truyền thủ võ học nhưng giữa ngươi và lão lại chẳng có danh phận sư đỏ không sai Tính danh lão bí ẩn là gì Ta không biết Thật chứ Thật Nếu biết liệu ngươi có tiết lộ chăng Chỉ là cùng ta trao đổi để ít nào Ngươi cũng biết ai là kẻ đứng sau tỷ tỷ ngươi Ta không bao giờ nói Thở lặp lại xem Giết ta đi Vì bình sinh ta không phải hạng người bất nghĩa bội phản Chát Ta đánh để nhóc ngươi Đừng bao giờ tỏ ra ương ngạnh đối với ta Còn về tính danh lão bí ẩn Ngươi đã không biết thì lấy gì để nói đúng chăng có biết ta cũng không nói Chuyện đó cứ để sau này khắc rõ Còn bây giờ hãy nói về bản lĩnh của ngươi Nghe bảo ngươi hoàn toàn vô ngại Đối với tà công Tây Vực Cũng là lão bí ẩn chỉ điểm cách phá giải cho ngươi Ta không nói Chát Ngươi không thể không nói trừ phi ngươi muốn chết Vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi Vì hạ thủ ngươi chỉ là việc dễ như trở bàn tay Giết ta đi Lặp lại xem Giết ta đi Được ta sẽ chặt có thanh âm trầm trầm và vang vang chẳng rõ xuất xứ từ phương vị nào bỗng đưa đến bẩm tứ pháp chủ giọng nói nãy giờ vẫn tra vấn bạch phiêu lãng ngay lập tức vang lên hỏi ngược lại nhân vật vừa bẩm báo ta đã phát hiện có nhiều tiếng huyên náo bên trên là địch nhân nào to gan dám tìm đến tận đây gây sự bẩm tứ pháp chủ là người của phụng hiệp bảo sao vậy không lẽ tung tích của bổn quân đã sớm bị bộc lộ như thế sao chủ ý của phụng hiệp bảo là thế nào bẩm đòi người đòi người khá lắm hóa ra ngoài bổn quân vẫn còn phụng hiệp bảo cũng quan tâm gã bạch phiêu lãng có biết vì sao phụng hiệp bảo cần gã họ bạch chăng bọn họ không nói chỉ khăng khăng bảo phải ngay lập tức giao người thật to gan vậy còn trần chờ gì nữa bọn ngươi không giết tất cả bọn chúng vì bọn thuộc hạ còn chờ lệnh tứ pháp chủ cứ giết tất cả phi tăng tất cả vì tung tích của bổn quân chưa đến lúc bộc lộ tuân lệnh sau đó giọng nói quay trở lại với bạch phiêu lãng phộng hiệp bảo cần ngươi bạch phiêu lãng ngươi nghĩ sao ta có nghe biết nhưng không quen càng không cùng họ giao tình đừng hỏi ta nghĩ gì vậy sao họ cần ngươi lại biết quá chuẩn xác ngươi đang trong tay và hiện được lưu giữ ở đây ta không biết và đã bảo là đừng hỏi ta hừ vậy là theo ý ngươi phải chăng họ đòi ngươi kỳ thực chỉ vì tung tích của bọn ta bị lộ nên cố tình gây sự nhưng thôi cứ để mặc trống vì so về bản lĩnh, bảo chủ phụng hiệp bảo đến là tự tìm chết. Và kể từ hôm nay trên giang hồ sẽ chẳng bao giờ còn ai nghe nhắc đến phụng hiệp bảo nữa. Ha, ha, ha. Chật bẩm tứ pháp chủ. Nhân vật tứ pháp chủ lập tức ngưng ngay chẳng cười. Sao vẫn chưa diệt tuyệt lũ phụng hiệp bảo vô dụng? Hay là định nói bản lĩnh của mụ bảo chủ phụng hiệp bảo đột nhiên trở nên thượng thừa. Đến cả ba bốn người bọn ngươi học lại cũng không là đối thủ bẩm cùng đến với mộ phụng hiệp bảo kỳ thực còn một nhân vật cái thế ẩn danh có chuyện đó sao ẩn danh là không xưng tên thân thủ thế nào bẩm đã có hai trong bốn người bọn thuộc hạ cùng bị nhân vật này chế ngự thân thủ thật cao minh khó lường thật vậy sao được lắm ta phó giao tiểu tử này cho ngươi hãy theo bí đạo đưa ra đến mật thất thứ hai và cứ ở đó chờ ta rõ chưa tứ pháp chủ không định đối phó địch nhân giải cứu những bằng hữu của thuộc hạ Ngươi đừng nhiều lời Không thấy cách ta sắp đặt là để được hoàn toàn rảnh tay Đối phó những kẻ không mời mà vẫn tự đến sao Mau đi đi Xin tuân lệnh tứ pháp chủ Bạch phiêu lãng liền bị nhấc lên và bị đưa đi Màn đêm đen xung quanh vì vẫn cứ dày đặc Nên bạch phiêu lãng dù rất muốn cũng không thể biết bản thân đang ở đâu Hoặc sắp bị đưa đến đâu Nhưng chỉ một lúc sau Chợt một quang của bạch phiêu lãng được nhìn rõ dần. Nhờ đó mới hiểu chỗ hoàn toàn tối tăm khi nãy chỉ là một mật thất bí ẩn. Và khi này vì bí đạo đang dần bị thu hẹp, khiến ánh sáng ở đầu ngoài mỗi lúc mỗi tỏa, giúp bộ quang của bạch phiêu lãng nhìn rõ hơn. Đến chỗ tận cùng của bí đạo, do lối đi được cố ý làm cho thắt lại thật hẹp, nên bạch phiêu lãng bị đối phương chẳng tiếc tay kéo giật lùi về phía sau. Và đối phương cứ như thế lách người bước ra trước, kéo lôi bạch phiêu lãng lết sành sạch ở đằng sau, Thoát khỏi bí đạo thì cả một vùng không gian rộng lớn liền mở toang trước mặt bạch phiêu lãng. Cho thấy đó là một quãng sông thật vắng, tuy nhiên vẫn có một chiếc thuyền nhỏ neo sẵn cạnh bờ. Đối phương vẫn thô lỗ kéo lôi bạch phiêu lãng ở đằng sau. Chỉ khi đến gần thuyền y mới chịu thôi, vì phải khom người cắm cúi mở dây neo thuyền. Chính lúc đó, bạch phiêu lãng chợt tận lực dùng đoạn côn vừa lao cắm vừa ấn thật mạnh vào huyệt thần đường ở phía sau lưng đối phương. Lực đạo của bạch phiêu lãng tuy không đổ mạnh nếu chẳng muốn nói là quá yếu. Nhưng vẫn làm đối phương ngăn năn do bị chúng yếu huyệt. Hợ, ngươi. đã đắc thổ bạch phiêu lãng càng thêm hưng phấn lao nhảo đến. Dòng đoạn côn điểm loạn khắp các huyệt của đối phương. Sau đó khi đã hì hục lật đối phương cho nằm ngửa ra. Bạch phiêu lãng lập tức hối hả lồng sục khắp người đối phương. Và lấy ra không chỉ nàng ngân lượng mà còn thêm hai vật nữa. Thoạt nhìn thấy hai vật này Bạch phiêu lãng giật mình Vội đưa tay lên mặt đối phương vào vuốt mạnh Xoạt Một mảnh lụa mỏng có màu ra người Đã theo tay bạch phiêu lãng mà rời khỏi khuôn mặt đối phương Và dĩ nhiên là do bạch phiêu lãng nhìn thấy lư sơn chân diện mục của y Hoa sơn tú tú khá lắm Thảo nào thân thủ của chư vị lúc phi thân vượt qua khoảng cách giữa hai thuyền vừa ngoạn mục, vượt thập phần loại hại. Đừng nhìn bạch phiêu lãng ta như vậy, có chăng là hãy chờ tứ pháp chủ của các hạ đến Và khi đó nhất định các hạ sẽ được nếm mùi từ thủ đoạn diệt sạch để phi tang của chính chủ nhân các hạ Nhân tiện hay để ta tạm mượn cả hai lớp giả diện của các hạ Cũng nào bằng cớ để sau này vạn nhất có bị trưởng môn quý phái hoa sơn hỏi đến Ta sẽ đưa ra đồng thời cũng trao luôn lệnh bài này Hy vọng sẽ minh bạch nhân vật tự xưng tứ pháp chủ là ai Các hạ có lời gì cần nói hoặc muốn nói chăng hoặc giải thích vì sao cần đến hai lớp giả diện, một để sử dụng và một còn lại để phòng hở. Hoặc giả cho bạch phiêu lãng ta biết mảnh lệnh bài có khắc hình tương tự một bánh xe, kỳ thực là xuất xứ từ bang hội nào. Đối phương lúc này tuy đang ngoài tam tuần nhưng vẫn bất ngờ sao lại y chỉ nói. Nếu được nghe thoát cho nhanh, sau đó đừng để tin này loan truyền ra ngoài chỉ nằm ô danh bổn phái, lại còn khiến mọi người sao động hoang mang. Chỉ thêm thuận lợi cho Mỹ Vương Luân hỏi thao túng vô lâm, ngươi mau đi đi. Hai vật bạch phiêu lãng vừa tìm thấy vì một là lớp giả diện ra người và một còn lại chính là mảnh lệnh bài có khắc hình bánh xe hoàn toàn không xa lạ gì đối với bạch phiêu lãng. Thế nên bạch phiêu lãng lập tức đưa mảnh lệnh bài ra để hỏi lại đối phương. Lệnh bài này là của Mỹ Vương Luân hỏi. Nhưng đối phương không có cơ hội đáp bởi cũng lúc đó chợt vang lên một câu nói khác đáp thay cho đối phương không sai chính là tín vật của mị vương lân hội còn ngươi đoạn côn trên tay ngươi từ đâu có thanh âm đó nằm bạch phiêu lãng giật mình quay lại lão nhân ra trước mặt bạch phiêu lãng liền xuất hiện một lão nhân với y phục vừa rách vừa bẩn lão cũng giật mình nhìn chằm chằm vào bạch phiêu lãng là ngươi đó sao tốt rồi lão phu cũng đang tìm ngươi nếu không nhờ đoạn côn ngươi cầm lão phu tuyệt đối không thể tin kẻ có khắp mặt toàn máu lại còn sưng húp tím bầm chính là bạch phiêu lãng ngươi đoạn lão nhân rách bẩn không ngờ nhìn kẻ đã bị bạch phiêu lãng hạ thổ bằng ánh mắt thương hại lời ngươi vừa nói lão phu có nghe nghĩ tính ngươi đã phần nào hối hận lão phu đành giúp ngươi một lần và lão hất tay xuất phát một đạo nhu kình cuốn kẻ đó là là bay đến tận lòng thuyền và rơi nhẹ xuống sau đó nó búng một chỉ lực đoạn đứt dây neo thuyền và hất một đạo nhu kình thứ hai đẩy cho thuyền theo dòng nước trôi đi băng băng chợt từ lòng thuyền đang trôi mỗi lúc một xa kẻ đó đứng lên vào vòng tay thi lễ tạ ân cứu mạng xin được thỉnh giáo tính danh của lão tiền bối lão nhân rách bẩn không đáp chỉ nhẹ nhàng cắp bạch phiêu lãng vào tay và thi triển khinh công thượng thừa đưa bạch phiêu lãng cùng đi là khinh thân pháp nhanh không thể tưởng cảm nhận đã thật sự an toàn làm bạch phiêu lãng như nhẹ lâng lâng kỳ thực là đã hôn mê ngất niệm không còn biết gì nữa hồi thứ mười hai lão bí ẩn chật hết bí ẩn vì cốt nhục không nỡ đối đầu Lúc tỉnh lại vì vẫn nhìn thấy Lão Nhân, nên Bạch Phiêu Lãng biết ngay đã không nằm mộng mà chính là thực tại. Lão Nhân ra, Lão Nhân nắc đầu chép miệng. Lúc Lão Phu biết tin thì ngươi đã tự hủy vô công rồi, có cần phải quá bi quan như thế không hải tử. Bạch Phiêu Lãng ngồi dậy, nghĩa là suốt năm năm qua, Lão Nhân ra vẫn luôn để mắt quan tâm và dò xét từng hành vi của ván bối để làm gì. Lão cười cười, ngươi vẫn gọi Lão Phu là gì quên rồi sao? bạch phiêu lãng cũng cười dù là cười gượng cho phải lễ phải đến khi nào lão nhân ra mới tỏ ra hết bí ẩn nhất là đối với vãn bối lão ném cho bạch phiêu lãng một phần thức ăn có lẽ đã đến lúc rồi nhưng hãy ăn trước đã rồi cho lão phu biết những gì ngươi đã trải qua và kẻ nào dám hành hạ ngươi ra nông nỗi này đang lúc đói nên bạch phiêu lãng ăn thật ngon và thật nhanh nhưng kỳ thực chỉ là do bạch phiêu lãng vội bởi có rất nhiều điều muốn kể và sau đó là được nghe lão bí ẩn giải thích như đã tỏ bày với lão nhân gia ở lần gặp trước ván bối đã hỏi ra vậy chuyện bạch gia bị thảm sát lão nhân gia biết chưa lão bí ẩn gật đầu vì đã biết nên thoạt thấy ngươi có cầm đoạn cô nào binh khí cổ phụ thân ngươi lão phu lập tức nhận ra bạch phiêu lãng cúi đầu Hông thổ gây thảm sát bạch gia này chính là thân mẫu và thân tỷ lão nhân gia ắt cũng đã nghe biết lão bí ẩn thở dài một sự thật quá đau lòng đúng không vì thế người đã đến thiên nhai môn tìm lệnh tỷ công lệnh đường. Bạch phiêu lãng ngẩng mặt nên nhìn lão. Phán bối đến thiên nhai môn thoạt kỳ thủy chỉ vì muốn giải nguy cho nam cung liễu. Cũng nhờ đó mới bất ngờ trùng phùng để rồi phải tột cùng bàng hoàng. Khi hay biết mẫu thân và gia tỷ này chính là hung thổ mà vốn bối đang luôn truy tìm. Lão bí ẩn cao mày Nam cung liễu là nha đầu di tử và cốt nhục của lão nam cung điển sát thập bát ác 30 năm trước. Chính lão phu nhờ nghe ả này cùng một ả gọi là tường vi đăng núc đảm đạo có đề cập đến ngươi. Thế nên mới biết ngươi ở thiên nhai môn. Cũng biết ngươi đang khó xử bởi hung thủ là chính là gia thân. Sau đó thì sao? Bạch phiêu lãng kinh ngạc. Vậy là tường vi vẫn chờ cho đến khi gặp lại nam cung liễu. Nhưng lão nhân ra nhờ đâu biết được tin văn bối đã tự hủy võ công. Chỉ vì kể cả nam cung liễu cũng không hay biết tự văn bối đã chọn kết cục này lão bí ẩn chép miệng lẽ đương nhiên khi đó lão phu chưa biết mãi đến lúc tiến vào thiên ngai môn phát hiện toàn là những thây người chỉ vừa bị hạ thổ chưa lâu nhờ đó lão phu có cơ hội cứu tỉnh một ả mới phần nào am hiểu một ít việc có liên quan đến ngươi nghe bảo ngươi chỉ vì muốn bảo toàn sinh mạng cho ả nào đó đã lỡ đắc tội với tỷ tỷ ngươi nên mới cam tâm tự dùng đoạn côn hủy bỏ võ công là ả nam công liễu và ai nữa cường vi chăng Bài phiêu lãng thở ra nhẹ nhẹ. Chỉ là Nam Cung Liễu và Chu Ngọc khoản Thật đáng tiếc là văn bối đã không lường được hết mọi thủ đoạn của gia tỷ. Vì cuối cùng Chu Ngọc Hoàn cũng mất mạng. Riêng Nam Cung Liễu tuy toàn mạng nhưng chẳng tránh hậu quả là bị gây bất lợi không biết nặng nhẹ ra sao. Lão bí ẩn cười cười. Lão phu và ngươi chỉ mới tạm xa nhau chưa được bao lâu. Thế mà ngươi đã kịp quen cùng một lúc những ba ả chẳng bù với suốt năm năm về trước. Ngươi nào có bi lụy vì nữ nhân chợt nhớ đến một điều bạch phiêu lãng vội hỏi tường vi chính là truyền nhân của hồng nữ hiệp tiền bối tổ liễu tán hoa hồng kỳ phẩm lão nhân gia át biết rõ nhân vật này lão bí ẩn giật mình tự ả à thừa nhận ư là thế nào hãy mau nói cho lão phu nghe bạch phiêu lãng liền thuật về trường thiên nhất thống môn với bảng quy các mà cái chết đã là nguyên nhân dẫn đến sự tự xuất hiện của tường vi lão bí ẩn nghe xong vẫn cứ cau mày ngươi bảo bọn trường thiên nhất thống môn Nào do bọn giang hồ thập bát ác còn sót lại sáng lập vậy tại sao chúng am hiểu tà công tây vật bạch phiêu lãng đáp vì cảm thấy điều này rất khả nghi nên ngay khi chia tay cổng tường vi văn bối cứ theo chủ ý của lão nhân ra trước kia vội tìm đến và quyết bái phỏng lão sa huỳnh đản hỏi cho ra lẽ lão gật đầu lão sa có thái độ thế nào có vi ước chăng bạch phiêu lãng cười cười quả thật lão đã vi ước dù không do chủ ý lão lại cau mặt là thế nào bạch phiêu lãng thuật này lão có một truyền nhân gọi là ôn gia luật gã này vì là người của tây vực nên không am tưởng lắm mọi thủ đoạn của người trung nguyên vậy là gã bị một trong giang hồ thập bát ác chính là não tứ phỉnh phờ mê hoặc bị não tứ lợi dụng để lập nên trường thiên nhất thống môn ý gã muốn thay sư phụ báo phục mối nhục bại ba mươi năm trước dưới tay lão phu bạch phiêu lãng gật đầu sao lão tiền bối cũng có ý này khi thu ôn do luật làm truyền nhân việc vi ước là do ôn ra luật bị lợi dụng sư phổ gã tuyệt đối không hay biết lão bí ẩn chật hỏi bạch phiêu lãng lão phu từng có lời căn dặn là ngươi không được giỏi bất kỳ điều gì về lão phu ngươi luôn tuân thủ chứ bạch phiêu lãng tỏ ý thất vọng sao lão tiền bối cũng là người vừa kín miệng vừa luôn tôn trọng chữ tín do vậy dù văn bối không đề cập thì sao lão tiền bối vẫn thủy trông chẳng mở miệng nói lời nào về lão nhân gia cứ như thế xong Phương chỉ gọi lão nhân gian là cố nhân mỗi khi đề cập. Lão bí ẩn phỉ cười. Ngươi đừng quá thất vọng vì đến lúc cần tự lão phu cũng sẽ cho ngươi biết lão phu là ai. Nhưng còn ý niệm báo phục mỗi nhục bại của lão xa đã như thế nào? Bạch phiêu lắng hăm hở đáp. Cũng may đã không xảy ra. Chỉ vì vào lúc tối hậu trường tiên nhất thống môn tử phơi bảy chân tướng là chỉ muốn lợi dụng ôn giao luật đã phát động cơ quan hiểm độc toàn kết nếu không chỉ sư đồ ôn ra luật hai người mà còn định hại luôn vãn bối nữa vào tình thế đó chỉ nhờ vãn bối nhanh trí lại còn kêu gọi sự tiếp lực của ôn giao luật nên may mắn tất cả cổng thoát cuối cùng vì cảm kích sao nó tiền bối tự ý hủy bỏ việc phục khẩn đồng thời còn ra lệnh cho ôn ra luật mãi không truy cứu lại chuyện này sau khi bảo gã cổng vãn bối kết nghĩa đệ huynh bái bát chi giao lão bí ẩn cũng phần nào hớn hở vì hài lòng nên bảo có thể thay lão phu hóa giải hoàn toàn mối hiểm khích này người có nhân tâm như ngươi quả nhiên được lão phu chọn không lầm nhưng dường như bản thân ngươi không đủ tự tin nếu thật sự phải cùng truyền nhân lão xa động thổ vì thoạt đầu ngươi có bảo là cũng may đã không xảy ra chuyện đó bạch phiêu lãng thừa nhận tà công tây vật nhất là tà pháp cương thi quả nhiên thật lợi hại thế cho nên nếu phải cùng ôn ra luật động thổ nhất là sau khi sang lão tiền bối đã gần như chút truyền toàn bộ chân lực nội nguyên thú thật văn bối ngay lập tức cảm nhận khó thể cùng gã giữ bình thổ nét đương nhiên càng không đủ tự tin sẽ chắc thắng lão bí ẩn cao mày năm xưa lão phu thắng cũng phần nào nhờ may huống chi bây giờ lão xa chỉ vì muốn phục khẩn lại cam tâm trao truyền toàn bộ công lực cho đệ tử Người không cùng gã động thổ quả là may nhưng dẫu sao có phải gã đã hứa sẽ mãi mãi tuân theo mệnh lệnh của sư phụ gã bạch phiêu lãng quả quyết Ôn đại ca vốn ít thủ đoạn Tuy thô lỗ nhưng đích thực là hảo hán đại trưởng phu Về phương diện này văn bối thật sự yên tâm Lão bí ẩn nhẹ nhõm Bây giờ quay trở lại ả à tường vi Người quả quyết ả chính là truyền nhân của tụ liễu tán hoa hồng kỳ phẩm Bạch phiêu lắng lo ngại Có gì bất ổn chăng Vì khi văn bối phát hiện binh khí của tường vi Vẫn là dùng giải dưới lưng Tương tự hồng nữ hiệp độ nào Thì chính tường vi cũng thừa nhận lại còn bảo Lão bí Ẩn cũng tỏ vẻ lo âu Nhưng Hồng Kỳ Phẩm đã tự tuyệt tích mai danh Vì lẽ gì lại Mà này dường như ngươi còn định nói gì thêm thì phải Hả à còn bảo với ngươi điều gì Hành vi có phần lẩn thận của lão bí ẩn càng nằm bạch phiêu lãng thêm lo. Tưởng vi bảo sư phụ nàng 30 năm trước cũng từng bị nhục bại, lại thêm bị áp lực từ nhiều nhân vật nên buộc phải ẩn thế mai danh. Và nếu dựa vào lời sư phụ nàng từng nhiều lần căn dặn nàng, thì dường như uẩn khúc của ẩn tình năm xưa có liên quan đến mị vương Lân hỏi lão bí ẩn động dung lại nằm mị vương lân hỏi lời căn dặn đó là thế nào bạch phiêu lãng nhắc lại văn bối vẫn ghi nhớ rõ sư phụ nàng dặn chữ xem thường đến đổ mất cảnh giác cho dù đối với bất luận ai tỏ ra có liên quan đến mị vương luân hỏi có phải lão nhân gia rất am hiểu nhân vật này và vì sao lại có danh xưng kỳ lạ như vậy lão bí ẩn phủ nhận ngay Lão Phu tuyệt đối chẳng biết gì về nhân vật tự xưng là mị Vương Luân Hội. Có trang chỉ là tiêu ký của hắn với hình vẽ một vòng tròn cùng năm thanh bắt chéo, gọi là vòng ngũ luân hồi chuyển. Nhưng nếu đích thực Hồng kỳ phẩm từng có lời căn dặn như thế, chẳng hóa ra sự biến 30 năm trước khiến nhiều cao nhân các phái, cả cả hồng kỳ phẩm đều vì mị Vương Luân Hội, nên đồng loạt ẩn thế mai danh cả sao. Chuyện này thật khó tin nếu không muốn nói tất cả đều là giả dối. Bạch phiêu lắng bật thoải. Vậy còn lão nhân ra vì sao có mai danh ẩn thế suốt 30 năm qua? Lão cười. Chớ nghĩ nhảm lão phu chỉ ít xuất hiện thì có. Làm gì có chuyện mai danh ẩn thế? vả lại nếu đã là ẩn thế thì ngươi làm gì có cơ hội tình cờ nhìn thấy và gặp lão phu? Nhưng thôi bỏ đi chuyện đó sẽ để nói sau. Vì có một điều lão phu cần phải hỏi ngươi bây giờ. Là có thật ngươi cam tâm bị mất hết võ công mãi mãi chăng? Bạch phiêu lãng thoạt nghe hỏi liền tỏ ra buồn chán. Còn một nguyên nhân nữa khiến văn bối có quyết định tự hủy vô công là không cam tâm làm kẻ bất hiếu những hai lần. Lão gật đầu. Hiểu rồi không báo phục phổ, phổ thù là một lần bất hiếu. Nhưng nếu hạ sát chính mẫu thân đã sinh hạ ra mình dù là để báo thù cho phổ thân thì cũng chỉ làm tăng thêm tội bất hiếu. Tuy nhiên Lão Phu không hỏi ngươi nữa về nguyên nhân khiến ngươi tự hủy vô công. Chỉ hỏi ngươi có mãi cam tâm vĩnh viễn làm một người vô dụng như thế chăng? Thế nào? Bạch Phiêu lắng động tâm dường như lão nhân gia tự tiên có thể giúp ván bối khôi phục lại toàn bộ công phu lão cười không chỉ có thế lão phu lần này quyết định sớm tìm ngươi là còn muốn đào luyện ngươi trở thành nhân vật đại tuyệt thế cao nhân bạch phiêu lãng bán tín bán nghi có muốn gì đi nữa thì điều tiên quyết vẫn là cần giúp ván bối khôi phục phó công điều này liệu có được chăng một khi các kinh mạch trọng yếu đã bị ván bối cố tình đoạn phế lão bảo Ngươi có thấy gã gì đó trong hoa sơn tú tú Dù bị ngươi hạ thủ phế bỏ toàn bộ công phu Nhưng Lão phu chỉ cần cất tay một lượt Là đã khiến gã khôi phục Sở dĩ dễ như vậy Vì bản thân công lực ngươi chẳng quản Thủ pháp ngươi thi triển tuy chuẩn xác Nhưng lực đạo chỉ đủ lòng ngưng trẻ trong nhất thải Riêng về phần ngươi thì lúc ngươi còn hôn mê Nó phu đã xem xét kỹ Nghĩa là có phần nào cùng chung tình trạng như gã hoa sơn Do vậy với ai khác thì không biết Nhờ ngươi vào và lão phu cùng luyện chung đường lối sở học lại công lực của lão phu khả dĩ tinh thâm thế nên chỉ cần ngươi muốn lão phu lập tức giúp ngươi khôi phục võ công bạch phiêu lãng cảm mừng thật là điều khó ngờ và lại kể từ khi bị mất võ công đích thực ván bối đã liên tiếp chịu hai nỗi nhục không thể không báo phục xin lão nhân ra thoại nguyện cho và mai hậu dù là huyền linh cung hay mị vương luân hội cũng đừng mong mãi được ăn ngon ngủ yên với ván bối lão giật mình liên quan gì đến hai thế lực này bạch phiêu lãng tự chỉ vào mặt có một kẻ gọi là tứ pháp trổ đây là kiệt tác của hắn cũng là nhân vật không rõ bằng thủ đoạn gì đã khiến hoa sơn tú tú rồi chẳng muốn vẫn phải tuân lệnh hắn lão ẩm ở ờ, đối với mị vương luân hỏi vậy là do nguyên nhân ngươi toan đối đầu thế còn huyền linh công thì vì nguyên nhân gì bạch phiêu lãng nói hết mọi nguyên ủy khiến thiên nhai môn chợt nảy sinh biến sự huyền ninh cung có mưu đồ tái xuất giang hồ lấy thiên nhai môn làm bình phong những thây người đã uổng tử tại thiên nhai môn nhất định là thủ đoạn của họ toàn không cho giới võ lâm có cơ hội biết đến tung tích họ lão bí ẩn giật nảy người ngươi bảo tỷ tỷ ngươi không chỉ gọi những kẻ đó là trưởng lão mà còn nghĩ cách cơ hồ như là uy hiếp buộc họ phải thu nhận tỷ tỷ ngươi là đồng chuyến nhân điều này rất hệ trọng ngươi nói phải cho đúng không được sai rồi chỉ là nửa câu hay một từ bạch phiêu lãng kinh nghi phán bối quyết không nghe lầm nhưng dường như lão nhân gia rất quan tâm đến huyền linh công nhất là việc thu nhận một đồng truyền nhân của những nhân vật đích thị là trưởng lão huyền linh cung lão bí ẩn khe kêu và lo lắng tột độ hỏng rồi sao họ quá nông cạn chẳng những đã tự ý manh động mà lại còn tỏ ra quá vội nếu chẳng muốn nói là đã bộp chụp thu nhận bừa một đồng truyền nhân và vẫn lo lắng như thế lão bí ẩn vội bảo bạch phiêu lắng ngươi vẫn luôn thỉnh cầu lão phu thu nhận ngươi là đệ tử Vậy ngươi có thể bái sư ngay lúc này được rồi Và lão phu quyết định sẽ thành toàn cho ngươi Bạch phiêu lãng giật mình Lão nhân ra cũng có xuất xứ huyền linh công Lão thừa nhận ngay Không sai Đã vậy lão phu còn là đại trưởng lão Hiện đang thay thế công chủ tạm quyền chấp trưởng môn hộ Chỉ cần thu nhận ngươi là chuyển nhân Nghiễm nhiên cương vị đồng chuyển nhân của bọn họ Không thể sánh với ngươi Tựa hồ đó là đệ tử của lão phu Có đến những năm năm Sau ngươi cho hành lễ bái sư Bạch phiêu lắng bối rối Lão nhân ra xin đừng vội được không Vì văn bối tuy không muốn trái mệnh Nhưng có nhiều điều nếu chưa minh bạch E văn bối chưa thể bái sư Lão vẫn tỏ ra rất vội Những gì ngươi lo lắng Lão phu vì biết rõ tâm tính ngươi Nên cũng tự hiểu Yên tâm đi bổn cung chưa từng gây bất lợi gì Cho bất luận ai Hoặc một bang phái nào Hãy mau bái sư Sau đó tưởng lão phu sẽ cho ngươi biết tường tận về bổn cung Bạch phiêu lắng nhãn lắc đầu lão nhân gia là người như thế nào tuy văn bối chưa tỏ tưởng nhưng vẫn có thể đoan quyết cũng là bậc quân tử nhân tâm hiệp cốt tuy nhiên những nhân vật đã hoặc sắp thu nhận ra tỷ là đồng chuẩn nhân lại tỏ ra quá tàn độc cơ hồ có tính khí luôn hành sự bất chấp thị phi hay thủ đoạn những hạng như vậy sao cũng là trưởng lão ngang hàng ngang bối phận với lão nhân gia chưa hết phán bối còn một điều nghi hoặc là có can hệ gì qua việc lão nhân gia thu nhận chuyển nhân Tại sao phải vậy nhất là khi được tin những trưởng lão huyền linh cung kia có ý định thu nhận một đồng chuyển nhân? Lão thở hát ra. Ngươi thật không hổ danh phiêu lãng và càng không uổng công chính lão phu đã chọn ngươi. Nếu trước mỗi hành động ngươi đều cân nhắc và chịu suy xét đến từng chân tơ kẽ tóc cho thật tưởng tận. Thì mai hậu dẫu lão phu có giao phó trọng trách công chủ huyền linh cung cho ngươi cũng chẳng hề hối tiếc. Bạch phiêu lãng sực hiểu. Quý công đang khiếm khuyết nhân vật nhất môn trí chủ Thảo nào các trưởng lão thiếu sự nhất quán kể cả việc cùng nhau thu nhận một truyền nhân cũng chẳng có sự đồng tình lão bí ẩn lại thở ra chỉ vì lão phu quá thận trọng lẽ ra năm năm trước cứ đưa ngươi về bổn cung để truyền thủ võ công ắt hẳn không xảy ra tình trạng này tuy nhiên vẫn chưa có gì nào muộn nếu ngay bây giờ giữa lão phu và ngươi cứ danh chính ngôn thuận gọi nhau là sư đỏ vì bạch phiêu lãng khước tử ngay chỉ không được vì như vậy phải chăng tình thế lại đẩy tỷ đệ bọn văn bối phải cùng nhau đối đầu lão nhăn mặt sao lại có chuyện đối đầu ở đây bạch phiêu nắng lắc đầu ngao ngán dù lão nhân gia không nói văn bối cũng tự hiểu một nhân vật nếu được các trưởng lão đồng thuận để thu nhận làm đồng truyền nhân thì dường như cũng có ý nghĩa sẽ trở thành công chủ của quý cung đúng không trong khi đó vì lão nhân gia có bối phận là đại trưởng lão nên cơ hồ có toàn quyền lựa chọn để tự quyết định ai sẽ là chuyển nhân của lão Nhân gia Hầu Mai Hậu cũng đảm đương trọng trách công chủ Công vị này chỉ có một Tiếc thay vào lúc này lại có đến hai nhân vật sẽ cùng nhau tranh chấp Và càng nghiệt ngã hơn Khi hai nhân vật đó lại còn là tỷ đệ cùng trung huyết thống phán bối không nhận đâu mong lão nhân gia chớ thất vọng Lão vụt nghiêm mặt Nhưng người đã biết các trưởng lão kia từng có những hành xử độc ác như thế nào Chính vì lão phu không muốn những hiện trạng đó tái diễn vì muốn triệt để ngăn chặn điều đó Nên mới có quyết định tối hậu là thu nhận ngươi Bạch phiêu nắng ngươi không muốn giúp não phu Trước nào bài trừ Sau là trùng chấn uy phong bổn công Cũng là xuất xứ võ học của ngươi ư Bạch phiêu lãng vẫn khước tử Tỷ đệ của văn bối chỉ vì thảm án bạch ra Nên cơ hội trở nên hai kẻ đối đầu Do không muốn để xảy ra cảnh tương tàn Văn bối mới quyết định tự hủy võ công Nay nếu vì nội tình của quý công Tỷ đại văn bối lại buộc phải đối đầu Thú thật văn bối cam thúc thổ nhất quyết không chấp nhận tình trạng ấy Lão thất vọng Nhưng không có người bổn cung rồi sẽ ra sao Đó là giả như tỷ tỷ ngươi vặn nhất vì có tính độc ác Sau này sẽ thao túng Và biến bổn cung thành một thế lực tàn bạo Gây đại họa cho giang hồ thì sao Chính vì mãi lo no điều này nên chỉ đến hôm nay lão phu mới tín nhiệm phó thác cho ngươi. Lòng dạ bạch phiêu lắng dối bời thật không nỡ nhìn lão bí ẩn. Văn bối đành phụ lòng kỳ vọng của lão nhân ra vậy xin lượng thứ Lão bật quát thật to Ngươi chỉ là kẻ khiếp nhược thế sao Bạch phiêu lãng quỷ lên Tiên trách bỉ hậu trách kỷ Văn bối tự nhận về phương diện này quả có phần khiếp nhược Nếu muốn xử phạt xin lão nhân ra cứ ban cho một trưởng kết liễu Lão đứng vụt lên tay cũng nâng cao Ngươi ngỡ ta không nỡ sao Bạch phiêu lãng phục người xuống Đại ân quan tâm và chỉ điểm võ học của lão nhân gia vắn bối vì vẫn luôn khắc cốt nên dẫu chết quyết không oán thán. Lão gầm gừ nhưng tay thì vẫn từ từ thu vẻ. Thật là dù vậy tuy không nỡ giết ngươi nhưng bao công phu võ học lão phu đã truyền vì có xuất xứ từ bổn cung nên không thể không tự tay thu hồi. Liệu ngươi cam tâm trăng nếu lão phu buộc phải hạ thủ phế bỏ thật sự mọi võ công của ngươi? Bạch phiêu lãng vẫn phục người sát đất xin lão nhân gia cứ động thổ và đừng khoan nhượng kẻo sau này sẽ làm quý cung bất phục vì không tự nghiêm giữ môn quy nhưng bạch phiêu lãng chờ mãi vẫn không nghe động tĩnh đến lúc ngước mắt nhìn lên thì lão bí ẩn đã đi rồi thế là bạch phiêu lãng hiểu lão đã đi trong tuyệt phòng phần bạch phiêu lãng thì từ từ xa lệ những giọt lệ thảm chỉ xuất hiện khi anh hùng lâm cảnh bất đắc chí lực bất tòng tâm và tâm cũng bất tòng lực trong trang phục nho sinh Mặt thì phủ một lớp giả diện Bạch phiêu lãng hoàn toàn tự tin Ông dung đi dần theo phía tây Tin chắc trước lúc xế chiều Thế nào cũng vượt qua khu rừng thưa hiện thời đang che mắt Giúp bản thân bạch phiêu lãng không quá kiệt lực Vì cái nóng nắng gay gắt thường có mọi chưa hè Nhưng đâu phải khi nào trời cũng chiều người Và cũng không phải những toan liệu của bạch phiêu lãng Đều luôn chuẩn xác đến từng tiểu tiết Bạch phiêu lãng đã sơ xuất tuy nhỏ mà không đáng cả những lại đưa đến hậu quả nghiêm trọng suýt phải trả giá bằng chính sinh mạng đấy là đang thơ thẩn bước đi chợt bạch phiêu lãng nghe như có tiếng động lướt ngang và lập tức khắp mặt cảm thấy mát rưởi vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì bạch phiêu lãng bị hoa mắt tiếp đó là bị một người che kín mặt chặn lối biết có biến bạch phiêu lãng toan xuất thổ thì sực nhớ lại toàn thân công lực chẳng còn đã vậy người che mặt chợt cười ha ha, đừng hốt hoảng là cố nhân đây hy vọng bạch thiếu hiệp nhận ra mẫu qua giọng nói chỉ mới có ba ngày xa cách bạch phiêu lãng nhẹ thở phào tuy tại hạ khó thể nhớ chuẩn xác giọng nói của các hạ nhưng qua cách các hạ vẫn dễ dàng phát hiện chân tướng tại hạ bạch phiêu lãng tự rõ bản thân đã sai lầm thế nào khi quyết định sử dụng lớp giả diện của các hạ để che giấu chân diện Công hỷ các hạ đã hồi đầu hướng thiện không theo lối ma đạo nữa và chẳng hay các hạ đường đột hiện thân là có gì chỉ giáo Nhân vật nọ vẫn che kín mặt không chịu lộ diện mạo thật. Cho dù qua cách nói của Bạch Phiêu Lãng đã kể như nhận định do đối phương chính là một trong hoa sơn tú tú. Là kẻ nếu như không nhờ lão bí ẩn rộng lượng dung tha át khó thể toàn mạng đến hôm nay. May thay chính nhân vật nọ tự lên tiếng thừa nhận điều này. Đã thọ ân tất phải báo đáp. Mỗi mấy ngày qua hay càng nhớ đến đại ân thì trong lòng càng thêm áy náy. Thế nên thành có hành vi đường đột này mong Bạch Tiêu Hiệp chỉ giáo cho biết lão tiền bối độ nọ là ai và mỗ phải đến đâu để tìm hầu có lời báo đáp chân tình bạch phiêu lãng gật nhẹ đầu quả không hổ danh là người có xuất thân danh môn chính phái chỉ tiếc lão nhân gia một hạng người chỉ chuyên thi ân bất cầu báo rất ngại lộ diện nhất là để người thọ ân nói lời đáp tạ và hai nào lão nhân gia cũng vừa bỏ đi cho dù chỉ là đi tìm thức ăn nhưng kỳ thực tại hạ khó thể quả quyết lúc nào lão nhân gia sẽ đột ngột quay lại cổng tại hạ nhân vật nọ tỏ ý thất vọng phàm là cao nhân đa phần ai cũng vậy đâu mấy khi thích được báo ân đấy là chưa nói những việc đại loại như vậy chỉ nằm quấy rầy các bậc cao nhân vậy thì chỉ xin thỉnh giáo bạch thiếu hiệp về tính danh hoặc ngoại hiệu không thôi của long nhân gia cũng được bạch phiêu lãng phỉ cười nói thật trước mặt thì tại hạ gọi là lão nhân gia còn ở sau lưng thì chỉ biết nó bí ẩn mà gọi và nguyên ủy chỉ vì tây hạ thật sự không hề biết Lão là ai tính danh thế nào xuất xứ ra sao cả cả ngoại hiệu cũng không biết nhân vật nọ đành gật đầu nếu đích xác lão chính là lão bí ẩn mà bạch thiếu hiệp rồi bị tứ pháp chủ hành hạ tra khảo vẫn thủy chung không thể công xưng rõ lão là ai chỉ vì bạch thiếu hiệp không hề biết thì lời này thật đổ cho mố tin bạch phiêu lãng vẫn cười và thừa nhận lặp lại lời của đối phương quả thật phàm đã nả người ai lại không sợ chết Thầy Hạ dĩ nhiên cũng phải chỉ tiếc vì hoàn toàn không thể biết nó bí ẩn là ai. Nên lúc bị khảo tra lục vẫn đành tỏ thái độ cứ ngỡ rất là anh hùng. Xem cái chết nhẹ tự hỏng mau. Kỳ thực thì không hề như vậy và điều này thật đáng tiếc hơn là đành để các hạ một phen thất vọng. Chợt nhân vật ngọ lắc đầu. Sai rồi, mỗ không thất vọng. Có chăng là mỗ đành tạm hài lòng với những gì đang có vẫn hơn nếu lần này phải trở về tay không? Bạch vô lãng chớp nhẹ hai mắt, ý của các hạ là nhân vật nọ vụt lạnh giọng thiết nghĩ bạch thiếu hiệp như quá biết do ý định của mỗ rồi còn giả vờ làm gì nhưng chính vì lẽ đó bạch phiêu lắng ơi dù ta sắp phải lấy mạng ngươi như kỳ thực thâm tâm ta lại rất thán phục ngươi thế nên vì đằng nào ngươi cũng chết sao không một lần chỉ giáo cho ta tỏ tưởng là bằng vào đâu vừa thấy ta xuất hiện ngươi liền đoán biết ngay ý niệm của ta là quyết lấy mạng ngươi là do địch ý của ta có lộ liễu chăng nhưng đừng bao giờ nói vì ngươi có tài bốc dịch đoán được quá khứ vị lai. Nên biết rõ lúc nào phải chết và nhất là chết vào tay ai. Hãy nhớ cho kỹ điều đó. Vì ta bình sinh chẳng bao giờ tin những chuyện nhảm nhĩ hoang đường hoặc đại loại như vậy. Bạch phiêu lãng hoảng sợ đang từng bước từng bước lùi lại. Sao thế? Các hạ đột nhiên trở mặt đòi đoạt mạng bạch phiêu lãng tại hạ. Hay nào vì hành tung của các hạ vẫn bị bại lộ lại tiếp tục bị tứ pháp chủ khống chế và uy hiếp nên thái độ lần này là thực hành theo mệnh lệnh lão ta nhân vật nọ vươn chân và chỉ cần bước một bước thật dài là lại có cơ hội tiếp cận thật sát bạch phiêu lắng lần nữa đừng làm mất thời gian đang là điều quý báu nhất của ta tóm lại ngươi nhất định phải chết và chỉ còn duy nhất một cách để ngươi toại nguyện kéo dài mạng sống thêm một khoảnh khắc thời gian là hãy giúp ta làm sáng tỏ điều ta vừa nêu chỉ vì cần biết để sau này mỗi hành sự của ta thêm thần mật hơn thế nên ta chưa nỡ cất tay chiếm đoạt sinh mạng ngươi lúc này thật mong manh dễ tan vỡ bạch phiêu lãng đành dừng lại cam chịu và không cần lùi nữa các hạ chỉ vì không muốn ai biết bản thân đã bị người của mị vương luân hồi thu phục và lợi dụng như thế nào và sợ nhất là bị chính quý phái hoa sơn phát hiện thế nên không ngại gây thêm tội nghiệt là quyết tâm giết tại hạ để diệt khẩu ư vậy thì còn gì là đạo lý và hành vi này nếu một mai vẫn bị lộ các hạ có còn xứng đáng là đệ tử của một danh môn chính phái chăng nhân vật nọ qua lớp vải che kín mặt cứ trừng mắt nhìn chằm chằm bạch phiêu lãng chính vì để dễ dàng quay trở về chính đạo an phận thủ thường là một đệ tử ngoan ngoãn dưới trướng sư phụ trưởng môn nên ta không thể không loại bỏ ngươi là kẻ biết đâu đó sẽ có một ngày vì biết rõ điều sai quấy của ta nên có thể lợi dụng hầu uy hiếp ngược lại ta hãy cảm thông và hiểu cho nỗi khổ tâm của ta thà giúp ta chỉ một lần duy nhất này tuyệt trừ hậu họa để khi kết liễu ngươi rồi cứ vào ngày này hàng năm ta sẽ luôn tưởng nhớ ngươi ý đối phương vì đã quyết thế nên bạch phiêu lắng đành tìm cách kéo dài thời gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu hóa ra đây là nguyện ý của các hạ và muốn được tài hạ thành toàn cũng tốt thôi vì với một thân võ học đã tử phế và thêm nữa tại hạ hiện đang có quá nhiều điều để mà phiền lòng thế nên tại hạ thà chết hơn là sống được các hạ ban cho tỏa ý âu cũng là sự đổi cho công bằng giữa các hạ và tại hạ vậy thì tại hạ sẽ nói cho các hạ biết đâu là nguyên nhân khiến vượt thoạt nhìn thấy tại hạ lập tức đoán biết ngay địch ý đã có sẵn của các hạ nhân vật nọ nhẹ thở ra thức thời là tuấn kiệt biết tiến thoái là cao nhân chỉ vì mệnh hệ ngươi đã được định đoạt là quá ngắn nếu không một kẻ như ngươi sau này ắt sẽ trở thành cao nhân muôn người kính phục nào hãy nói đi ta nghe chợt bạch phiêu lắng mỉm cười vẫn có câu ngựa quen đường cũ các hạ biết chứ chỉ vì các hạ đã quen hành sự theo chủ ý và mệnh lệnh của ngoại nhân nên cho dù các hạ hiện có thật ý muốn quay về chính đạo thì cách các hạ xuất hiện lúc nãy với diện mạo bị che kín thế này có vẻ như đã quen cảnh giác và luôn sợ bị mọi người phát hiện khiến tại hạ vừa thoạt nhìn đã dễ dàng nhận ra địch ý của các hạ là thế nào nhân vật nọ tỏ ra ngẫm nghĩ một lúc sau đó mới gật đầu thảo nào cho dù ta đã tận mắt thấy rõ lão bí ẩn đã bỏ đi được những ba ngày vậy mà khi bị hỏi ngươi vẫn ngang nhiên bịa chuyện bảo lão chỉ mới bỏ đi và còn bảo lão sẽ quay lại bất kỳ lúc nào chẳng biết thì ra ngươi đã biết trước ta sẽ hạ thủ ngươi nên cố tình biện như thế để ta nếu tin theo hoặc chỉ cần bán tín bán nghi thôi là ngươi sẽ thoát Át hẳn đấy là điều ngươi không thể ngờ đúng không bạch phiêu lãng vỡ lẽ Hóa ra ý định sát nhân diệt khẩu đã đến với các hạ từ ba ngày trước, kể từ lúc thấy lão bí ẩn bỏ đi chỉ một mình. Và thế là các hạ vẫn cứ luẩn quẩn quanh đây, chỉ cần chờ đợi mỗi một dịp này mà thôi. Vậy các hạ có biết lão bí ẩn bỏ đi đâu? Và liệu có hay không đã cùng tạ ước định sẽ gặp lại vào một lúc nào đó, ở tại một địa điểm nào? Vạn nhất đây chính là lúc lão bí ẩn quay lại theo đúng hẹn thì sao? Hai mắt của nhân vật nọ lập tức phát xạ sát khí, Ngươi đừng mong dọa ta Dù vậy bất luận nó có quay lại hay không Ta thả giết một để đỡ lo một Hơn là mãi cứ canh cánh Lo sợ đến những hai Hãy nhắm mắt lại và cam nhận chịu kết cục của ngươi Đối phương cất tay lên Vào lúc đó chợt xuất hiện một tia hàn quang Từ trên cao chiếu tranh trách xuống Xạ thẳng vào đúng tâm thất của kẻ đoạt mạng bạch phiêu lãng Víu Phập Đối phương chấp chới bước lỗi Đầu cúi xuống mắt nhìn thẳng vào tâm thất Người vẫn đang cắm một vật và máu huyết của chính bản thân y cứ theo vật đó phun trào ra. Hồi chuyển ngũ luân lệnh ta và y ngã vật ra huỵch cạnh thi thể y lập tức xuất hiện một nhân vật khác. Nhân vật này cũng che kín mặt chật khom người lấy lại vật đã cắm vào tâm thất kẻ xấu số, dám vi lệnh một tội chết, dám bội phản tội chết thứ hai vĩnh biệt ngươi. Và nhân vật mới xuất hiện ngay lập tức giáng một cành vào thi thể kẻ đã chết. ầm. Um thi thể vỡ vụn máu huyết tràn hỏa thật là toàn bộ gân cốt huyết nhục dù bị bay bắn thì chỉ bay về một phía không văng toán loạn khắp nơi như thường xảy ra bài phiêu lãng giật mình bước lùi vào tự lẩm nhẩm nói thành tiếng sợ hãi đồng nhất hướng nhật công nhân vật nọ lập tức quay phát lại diện đối diện bạch phiêu lãng làm sao ngươi nhận biết công phu này nói bài phiêu lãng thuyết đẩm lược nhìn đáp trả nhân vật nọ nhật nguyệt nhị tiên tam thần tam quỷ Câu ca này nếu tại hạ không biết mới lạ lạ Và lại sao tứ pháp chủ tôn giá tỏ ra xúc động Háo lẽ không muốn mọi người nhận biết xuất xứ lai lịch của tôn giá Chỉ vì đang là một trong ngũ pháp chủ dưới chứng mị vương luân hồi Nếu vậy thì quá dễ Hãy đoạt mạng tại hạ cho xong ắt chẳng phải lo tung tích sớm bại lộ Nhân vật kia chẳng mắt Ta đã biến âm thay đổi giọng nói Cứ sao ngươi vẫn nhận biết ta là tứ pháp chủ Bạch phiêu lãng cởi cười đã sở cùng một lúc những hai tội mà tội nào cũng đáng chết cả. Thử hỏi phi tứ pháp chủ thì còn ai vừa biết rõ tội kháng lệnh, vừa đủ tư cách định tội bội phản cho kẻ vừa bị hành xử. Đừng quên chính tài hạ cũng nghe tứ pháp chủ tôn giá đã giao lệnh đưa tài hạ đến mật thất thứ hai nào đó. Nhưng vì tài hạ vẫn ở đây nên dĩ nhiên phải có kẻ vi lệnh. Chuyện này nào có gì khó đoán đúng không? Mắt của nhân vật nọ bắn xạ hung quang, Ngươi không sợ chết đúng không Tại sao vậy Bạch phiêu lãng quả nhiên chẳng biết sợ chết là gì Vì kẻ có niên kỷ quá trẻ như tại hạ Lẽ ra chẳng thể am hiểu đồng nhất hướng nhật công Để dễ dàng nhận ra xuất xứ lanh lịch của tôn giá Thế nhưng tại hạ vẫn biết chứng tỏ Chỉ do đã được người chỉ điểm Và người đó là ai nếu không phải lão bí ẩn Vẫn luôn được tôn giá quan tâm Muốn biết càng nhiều càng tốt Vậy thì giết tại hạ tôn giá sẽ được lợi gì Hay hơn hết là không nên giết mà trái lại còn phải đối đãi tại hạ một cách tử tế chỉ vì tôn giáo biết quá rõ Hết cứng với tại hạ là không xong nhân vật nọ hở nhạt ý ngươi muốn nói lão bí ẩn của ngươi đích thực rất am hiểu về mọi nhân vật và mọi diễn biến trên giang hồ bạch phiêu lãng nhún vai tại hạ không bảo là lão bí ẩn thế nên câu tôn giáo hỏi e khó thỏa mãn có vẻ như quá động nộ nhân vật nọ vụt bật ra tiếng quát cực lớn cực khủng khiếp Bạch phiêu lãng, ngươi có tin ta có thể sẽ rút hết cân, lột hết ra ngươi không, đừng xoản động tỏ ra ương ngạnh với ta. Tiếng quát thật vang rền khiến hai tay bạch phiêu lãng cứ mãi ong ong, khó thể nghe thêm bất kỳ gì lọt vào tay được nữa. Dù thế vì hai mắt vẫn có thể nhìn, nên bạch phiêu lãng tột cổng kinh ngạc do trông thấy nhân vật tứ pháp chủ chợt quắc mắt nhìn mình. Sau đó lẹ như tia chớp, tứ pháp chủ bất ngờ xuất thổ vừa chế trụ các quyệt đạo của bạch phiêu lãng, và lập tức thi triển khinh thân pháp thượng thừa để mang bạch phiêu lãng cùng lao đi thật nhanh chợt có một bóng nhân ảnh xuất hiện cũng thật thần tốc vừa chặn lối vừa xuất thủ đánh vào nhân vật tứ pháp chủ ầm phải là tiếng chấn kinh thật lớn mới đổ lực lọt vào tay hay còn đang ong ong của bạch phiêu lãng nhưng dù vậy chính vì bị thêm tiếng chạm kinh tác động nên đôi tai của bạch phiêu lãng càng bị ù nhiều hơn không thể nghe thêm bất kỳ các thanh âm nào khác bản thân bạch phiêu lãng chỉ biết chỉ nhìn thấy quả nhân đã có người xuất hiện ngang nhiên và giao đấu bình thủ với nhân vật tứ pháp chủ song phương tận lực giao đấu đến độ toàn thân bạch phiêu lãng hoặc bị chấn bay hoặc bị nhân vật tứ pháp chủ ném qua một bên mà chẳng một ai quan tâm thật lạ cũng như nhân vật tứ pháp chủ người đang giao đấu với tứ pháp chủ vẫn che kiến diện mạo khiến bạch phiêu lãng dù rất muốn cũng không cách nào để biết nhân vật đấy là ai sao lại có thân thủ bản lĩnh cao minh và ngang bằng nhân vật tứ pháp chủ đang mải mê quan chiến vì tai chưa thể nghe chợt bạch phiêu lãng bị một người nào đó chụp giữ toàn quay đầu để mong biết vừa bị lọt vào tay ai thì thần trí của bạch phiêu lãng bỗng bị tan biến chỉ lưu lại trong bạch phiêu lãng một nhận thức cuối cùng là bị người đó điểm vào hôn huyệt mê niệm nhưng dù sao hôn mê vẫn hơn là bị chết bị một người nào đó chẳng rõ tính danh cũng không lộ rõ diện mạo cứ đường hoàng kết nhiễu sinh mạng và thế là bạch phiêu lãng vẫn còn may Chưa đến nỗi uổng mạng chỉ vì một sơ suất nhỏ lúc đầu đã không mạng tính đến Vâng thưa quý vị và các bạn Trên đây đã kết thúc phần thứ 7 tiểu thuyết Trung nguyên thượng lệnh của tác giả Liễu Tản Dương Nếu các bạn thấy hay Xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo